Có hai lần rồi đó. Ừ. Ôi giời ơi, quyết chạm vào thai. Quyết tao đúng luôn. Em thấy cái quyết đẹp màu đen này, cái này quyết đấy. Kích thước 11 x 10 mm. Đấy. À, đây, phân tích cho em luôn nhá. Đây là quyết chạm vào thai này. Khi mà em mổ ấy, thì các bác sĩ phải rạch cái cơ tử cung, cụ thể là chỗ quyết này. Đấy, rạch xong lấy con ra thì phải đóng lại cái cơ tử cung nhặt đấy. Nhưng mà không hiểu vì lý do đấy mà khi mà đóng lại sau khi nó liền hết các tổ chức cái chỉ nó tan hết ấy, thì nó để lại cái quyết rộng như này. Quyết rộng này thì máu kinh nó chảy từ trong lòng tử cung nó chảy ra ngoài cơ cổ tử cung. Đấy, nói hết cho em đã. Đấy, đấy cho em hiểu đã. Hiểu chưa? Máu nó từ đây nó chảy ra ngoài theo cái lỗ cánh cổ tử cung này. Tuy nhiên thì đây là mạch hốc đúng không? Nó liền không tốt ấy. Tại là mạch hốc thì máu kinh nó đọng đấy. Thì thằng nó lại à đau tí. Đấy. Là em cứ bị ra liên tục cả. Có khi cả chu kỳ 30 ngày thì em ra phải 25 ngày. Đấy, thậm chí còn cả chu kỳ thôi, ngày nào cũng ra một tí. Rất là ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt nhá. Đấy, cái này thì khắc phục như nào? Chỉ có cách duy nhất là mổ. Cắt đi, cắt cái sẹo đi, mà khâu lại, cắt cái mỡ, mỡ một đâu thấy chưa? Đến đâu rồi, khi nào nó ra là chút, một đâu đi. Cái này thì thường là do mổ càng nhiều, những người càng nhiều. Một số người do cơ điện, người ta số là mổ. Nhưng mà mổ cái này thì gì có đơn giản không ạ? Không đơn giản, mổ phải cẩn thận mà, những cách mổ thì nó mới hồi phục tốt được.